Tranh giải mùa hè năm nay có 4 đội bóng đá trẻ của cộng đồng người Việt quốc gia tại Greenville, South Carolina và vùng phụ cận thi đấu rất sôi nổi, nhã nhặn, tự giác. 4 đội này nằm trong hội bóng đá thanh niên Greenville thường thi đấu với nhau hàng tuần để rèn luyện sức khỏe và kỹ năng bóng đá. Anh hội trưởng cho biết đây là một cái mô hình đầu tiên mà anh em chúng con muốn tổ chức để chúng con thi đấu chung với nhau, và hy vọng là trong những năm kế tiếp thì anh em chúng con có thể tiến xa hơn chút nữa, chúng con có thể là đá chung với những vùng phụ cận là giống như North Carolina hoặc Georgia, là sẽ xa hơn nữa. Hôm ngoái tôi thấy tất cả 4 đội chỉ có khoảng 24 cầu thủ, mà hôm nay tôi thấy cái số mà tới 38 cầu thủ. Như vậy các bạn trẻ đi gia nhập nhiều ở anh Phương? Dạ vâng, tại năm ngoái nhờ các anh đàn anh của mình tổ chức giải, cho nên năm nay các em thấy rất là hào hứng, và cũng vì hâm mộ đàn anh cho nên các em đã tham gia rất là nhiều năm nay. Một cầu thủ cao tuổi nhất vẫn sinh hoạt hăng say và đều đặn với giới trẻ. Rất là đi thường xuyên với anh em ở đây để mà nâng cao tinh thần của anh em. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình cố gắng làm sao, mình lớn tuổi rồi, mình cố gắng làm sao mà chơi thể thao để mình giữ gìn sức khỏe, thì cái tâm mình nó mới trí tuệ, cái tâm mình mới khỏe, mới yên ổn. Và thứ nhất, cái thứ hai nữa là nếu mà mình lớn tuổi mà mình không có chơi thể thao gì thì nó dễ sanh bệnh. Đội số 1 chiếm giải vô địch Tết Quý Tị vừa qua, nên trong giải mùa hè năm nay, anh thủ quân đội 1 vẫn rất hy vọng chiếm lại bảng vàng. Dạ, năm nay thì rất là đông anh em ra, thì hy vọng là tụi con không chơi được tốt như năm ngoái, thưa bác. Dạ. Nhưng chúng tôi nhận thấy đội số 4 năm nay tập trung tới 2 mục sư và 1 bác sĩ trẻ, nên tinh thần cũng rất cao. Chúng tôi cố gắng thôi, cũng nhân tiện đây là chúng tôi có lời để cảm ơn đến cộng đồng, chào mừng đến cộng đồng Việt Nam, cũng như là cảm ơn đến tất cả quý vị đã cho chúng tôi, Hội Thánh chúng tôi có cơ hội được tổ chức cộng tác với cộng đồng để có là một cái hình thức để sinh hoạt. Người Việt chúng ta là những người tha hương, cho nên cái tinh thần con rồng cháu tiền của chúng ta thì khi dù bất cứ nơi nào thì mỗi lần chúng ta có cơ hội được đến với nhau và được bày tỏ cái tình đồng bào của nhau, thì đây là cái cơ hội mà chúng tôi rất là vui để có thể được cộng tác với cộng đồng. Sau 8 trận đấu rất sôi nổi, đội số 4 đã thắng giải nhất, nhận huy chương vàng. Đội số 2 chiếm giải nhì, huy chương bạc. Đội số 3 và đội số 1 huy chương đồng. Đây là một sinh hoạt rất lành mạnh và bổ ích của giới trẻ Greenville, South Carolina. Rất cần được cộng đồng quan tâm, cổ động và các mạnh thường quân yểm trợ như anh Tân và cựu hội trưởng ước mong. Thì anh em chúng con đang mỗi người tự túc để mà mướn sân để chơi. Nhưng mà nếu mà trong tương lai có xa hơn, nếu mà có mạnh thường quân hoặc là cộng đồng, những người nào mà có thể đóng góp giúp đỡ anh em chúng con thì cái điều đó rất là tốt. Dạ thưa bác, thưa quý vị, nếu mà đội bóng chúng con có được mạnh thường quân thì sang năm chúng con sẽ mời đội bóng của SBTN về đây đá giao hữu. Chúng tôi hy vọng ước mong đó của các anh sớm thành hiện thực. Phạm Bá Hân và Vũ Võ tường trình từ Greenville, South Carolina. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và kính chào quý vị.